các bạn trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một đoạn đường ở trong ấp Tà Niệm của xã Thành Trời, thị trấn Phú Lộc các bạn. Thì hôm nay mình đang ở trong con đường thôn quê các bạn ơi. Một đoạn đường này cái phong cảnh rất là hữu tình. Bây giờ mà cô chú anh chị cùng các bạn đi đến khu vực này để mình xem như thế nào nha. Mình sẽ dạo một vòng. Đây là những tuyến đường nông thôn các bạn. Hôm nay mình đã về khu vực ở huyện Thành Trị, vô những cái con đường nhỏ ở ấp Tà Niền đó các bạn. Thì những cái tên gọi này là của người ở thôn quê quen, còn mình thì nghe rất là lạ, cho nên mình giới thiệu cho các bạn những cái hình ảnh ở quê này. Và mình sẽ dự định đến một cái ngôi nhà ở phía trước và kết thúc video. Mình tiến đường này như thế nào mình chưa có biết xa hay gần. Đây là những hình ảnh và những người nông dân người ta ở trong thôn quê người ta giờ này trồng trọt rồi các bạn. Và phía dưới này thì cái con sông có nhiều cái lục bình trôi rất là đẹp, những cọng cờ lá xé ở nơi đây các bạn. Bây giờ thì những con lộ nông thôn hiện nay thì được bê tông hết trơn rồi các bạn, đi rất dễ đi. Đây là những con đường thôn quê, các bạn nhìn thấy lục bình nó dày đặc ở dưới cái mé sông hết trơn. Bây giờ ghe xuồng đi lại cũng hơi là khó khăn. Đây, bây giờ mình sẽ đi khu vực này, và có thể mình vào khu vực này để mình tạm dừng. Đây, ngôi nhà ở thôn quê các bạn. Đây, vào khu vực này luôn, không thấy ai hết. Rồi thấy rồi. Rồi cuộc sống miền Tây cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại vào video sau nhé. Chào chú. Hôm nay khỏe hả chú?